Đây là những cái bức tượng gỗ được chạm khắc để sử dụng đánh dấu những ngôi mộ của những thành viên nổi tiếng trong cái bộ lạc Khonso. Các bức tượng này thì được đặt ở trên các ngôi mộ. Những cái bức tượng nhỏ hơn thì được đặt xung quanh cái bức tượng lớn, tượng trưng cho những cái người vợ và những cái kẻ thù mà được những cái thành viên nổi tiếng này chinh phục. Ngoài ra thì có một cái vấn đề khá là nực cười, đó là trong cái bộ lạc Khonso này có một cái ngôi nhà gọi là ngôi nhà chung dành cho những người đàn ông. Tối họ sẽ tập trung về đó ngủ, vì họ cho rằng người phụ nữ là một cái người sẽ hút hết cái sinh lực của họ, nên họ sẽ tập trung vào cái ngôi nhà này họ ngủ. Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại một cái bộ lạc khá là độc đáo ngay tại Ethiopia. Đó là bộ lạc Khonso. Và bộ lạc này thì họ đã bắt đầu biết mặc quần áo và có những cái thủ tục rất là hay. Bây giờ mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ ha. Và bây giờ thì mình sẽ vào cái bộ lạc này mọi người. Đây là bộ lạc có tên là Khonso. Bộ lạc này nằm ở trên một cái sườn núi, để vào được những cái người dân trong cái bộ lạc này phải băng qua một cái đoạn đường khá là dài và băng qua những cái con hẻm. Có một số thông tin cho rằng thì bộ lạc này biết những cái bảo vệ cái bộ lạc bằng cách là làm những cái chắc chồng những cái đá như thế này nè để phòng thủ. Và bây giờ thì các anh em sẽ cùng đi vô đây ha. Let's go. Khonso. Khonso. Bộ lạc này sống ở một cái sườn núi. Ok, Khonso. And the one on this moringa. Moringa. This one. Food like cabbage. Food. Đây là một cái thức ăn của người dân bộ lạc, đó là lá cây. Anh thấy ăn nhau nha rồi. Cook on a boiling water and we eat with the bread. This is our popular food. It's very delicious and also used for healthy. For diabetes, cholesterol, blood pressure, stomach problem, prevent many diseases. Có bổ sung nước này, cholesterol nè, glucose nè. Và đây là một cái thức ăn của bộ lạc Khonso này. Rất moringa. Là tốt. Call it moringa. Linga. Moringa. Moringa. Yeah. And above the village, all are moringa trees. Rất là nhiều, trồng rất là nhiều cây luôn. Cây moringa. Đây là một cây dùng để thức ăn, để bù một cái lượng nước cũng như là cuộc sống, phục vụ cho cái ăn uống hàng ngày của người dân bộ lạc Khonso. Và đường vào cái bộ lạc Khonso này, kêu bác quý anh chị có thể thấy được gần được bao bọc bởi những cái bức tường thành bằng đá. Đây là những cái bức tường thành bằng đá nè, một bức tường thành, hai bức tường thành. Và để vào cái trung tâm của bộ lạc Khonso này thì phải băng qua ba bức tường thành bằng đá. Đó là những cái bức tường thành có một cái lối đi vào, nhưng mà để đi vô đúng một cái trung tâm của những cái nơi mà quan trọng nhất thì phải làm ngay một cái trung tâm và đi theo một hình xích sắt của bác quý anh chị mới vô được. Và đây là những cái bức tường thành bảo vệ của bộ lạc Khonso này. Đây là những bức đá, khối đá được những người dân trong bộ lạc này họ chắc chồng với nhau để bảo vệ cái ngôi làng của mình. Đó là theo chia sẻ của một anh là người dân sống trong bộ lạc Khonso này. Anh chia sẻ rằng như vậy. Bùi Hồ có nhận thấy là bộ lạc Khonso này họ bắt đầu họ tiếp cận được với lại những cái hiện đại hơn. Họ đã biết bắt đầu mặc áo quần không giống như những bộ lạc trước đây mà Bùi Hồ đã từng quay. Đây là những cái bức tường thành bằng đá được đi quanh hình tròn như thế này. Đây là một trong những cái cách người dân của bộ lạc họ bảo vệ cái ngôi làng của mình. Đây là một bộ lạc gần như là những ngôi nhà này tách biệt hoàn toàn với lại cái thế giới bên ngoài, nhưng mà người dân họ có thể tiếp cận được với những cái khoa học kỹ thuật, những cái phương tiện mới. Ok.
God. Được chưa? Đây là những ngôi nhà của những người dân nè. Đó. Cô bác của anh chị thấy không? Những cái lối đi bằng vách đá mà để vô được cái ngôi nhà này cũng house console. Họ đã đi làm rồi. Và nếu như mà đi anh kia nói nếu như mà mình đi á mà mình không có biết lối đi á thì mình sẽ không bao giờ mình biết được cái đường ra, phải có một cái anh đằng trước á, anh dẫn phải đi theo ảnh mới được. Lọt vô đây giống như một cái mê cung trận của bác quái ngày xưa vậy cô bác quý anh chị. No. Họ làm rất là hay luôn. Đây có thể là một trong những cái bộ lạc tiên tiến nhất mà Bùi Hồ đã từng quay cho cô bác anh về xem. Ở những cái bộ lạc trước đó như là bộ lạc Hammer, bộ lạc Musi, bộ lạc Nagathon. Đây là bộ lạc Kozo. Ok. Để vô được một ngôi nhà có những người dân như thế này không phải là một chuyện đơn giản. Hello. 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 Lâu chưa xin đi. Bộ lạc này họ đã biết mặc áo quần áo rồi. So this is the house, second floor. Đây là những cái chuồng nuôi những cái con dê. Ngay cả anh Degu là người dân Ethiopia cũng không có biết đường đi lên. Oh. Blow. Đây là bức tường thành cao nhất nè. Hai anh em có khi nào mà lạc ở trong cái bộ lạc này luôn khôi ra không được không mọi người? Ở những cái phiến đá mà viên đá mà chất chồng nhau như thế này á thì Bùi Hồ cứ nghĩ là cô bác quý anh chị có thể nghĩ là Bùi Hồ đang ở Hà Giang, ở phố cổ Hà Giang của Đồng Văn á, thì cũng có chắc những cái phiến đá như thế này. Nhưng mà bộ lạc này thì lại độc đáo hơn. Và họ giống như mà là một cái thành của họ á. Rất là cao luôn. Những cái tường thành này cao khoảng hơn 2 mét. Hello. Hello. Ở mọi người có thể thấy nè. Chia ra làm 3 tầng. Đây là những ngôi nhà của họ. Hello. Hello. Ồ, ở trên cái nóc nhà có những cái cắm kìa. Ồ. Oh. Oh. Đây là nguyên một cái khu làng của họ chia ra làm 3 tầng.
Và ở trên mỗi cái nóc nhà họ có một cái giống như là một cái ấm trà. Nhìn rất là mát luôn. Dạ. Yeah. This one the second one. Oh. First one small, this second, then third. Oh, first, second. Yeah, then third. Ừ. Mọi người có thể thấy không? Những cái người mà muốn tấn công cái bộ lạc này á thì không phải là một cái chuyện dễ dàng. Đến từ gật. Ok. Em Nhân ở dưới đó kìa. Hello. Go straight. Và còn ở trên đó nữa kìa. Các đứa bé này nó có vẻ là như là nó đã sống rất là quen với đá rồi. Nên nó đối với tụi nhỏ nó bước đi trên đá nó nhẹ nhàng lắm. Những đứa bé kìa. Nhà được xây bằng đất sét mọi người. Ok. Đây là những cái bức tượng gỗ được chạm khắc để sử dụng đánh dấu những ngôi mộ của những thành viên nổi tiếng trong cái bộ lạc Konso. Các bức tượng này thì được đặt ở trên các ngôi mộ. Những cái bức tượng nhỏ hơn á, thì được đặt xung quanh cái bức tượng lớn, tượng trưng cho những cái người vợ và những cái kẻ thù mà được những cái thành viên nổi tiếng này chinh phục. Ngoài ra thì có một cái vấn đề khá là nực cười. Đó là trong cái bộ lạc Konso này có một cái ngôi nhà gọi là ngôi nhà chung dành cho những người đàn ông. Tối họ sẽ tập trung về đó ngủ, vì họ cho rằng người phụ nữ là một cái người sẽ hút hết cái sinh lực của họ, nên họ sẽ tập trung vào cái ngôi nhà này họ ngủ. Ông có vẻ rất là trầm tư. So this community house with their young people they sleep here. Ngủ ở trong đó. Sleep and, here? Yes, and they guard the village, you know. They are like a security. Nhìn ông có vẻ rất là trầm tư nha mọi người. Cũng có biết mặc áo ấm rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi qua một cái lối đi này. Ở cái cây kia thì nó rất là cao luôn mọi người. Và cái cây kia, cái cây mà cao nhất ở trong cái bộ lạc đó thì đánh dấu sự phát triển của bộ lạc qua từng thời kỳ. Cứ mỗi 18 năm thì họ sẽ cột vào một cây. Và đây là những cái ngôi nhà trong bộ lạc Konso. How? Yeah. This is Moringa. Bolinga. Moringa. Đây là một cái cây lương thực Konso, của food. Người dân. Food. Yeah, Konso. Food for Konso. It's the main food for Konso people. Yeah. Glucose. Rất là nhiều luôn. Và cả thậm chí là còn đây là cây khoai mì. Yeah. Ở đây thì nằm ở trên cái sườn núi nên mình nhìn thấy ở bên kia là những cái ruộng bậc thang giống như là ở của Việt Nam vậy. Và đó là cái cách mà người dân ở bộ lạc Konso này họ biết trồng trọt và tự phục vụ cho mình. Thậm chí là cái cách mà họ bảo vệ cái ngôi làng của mình. Bùi Hồ cũng cho đây là một cái bộ lạc khá là phát triển ngay tại Ethiopia. Chắc có thể là những cái cây ấm kia dùng để bốc hơi khói. Yeah. Yeah, they put pot because for decoration. Rồi bây giờ mình sẽ đi theo cái lối này. This is the last. Look. This is the last. Oh, last. Một hàng năm third thì one. Third one. Ba vòng, vòng này là vòng thứ ba. Vòng cuối cùng trong cái bộ lạc này để bảo vệ cái
cái bộ lạc console này họ phải chất thành rất nhiều đá, và đa số các người dân bộ lạc này họ tự đem đá về chất thành chứ không có sử dụng công nghệ máy móc nào cả. Mặc dù ở trên một đỉnh, hết không? À, thấy nhồi. Đây là một người đàn ông trong bộ lạc console. Cô bác anh chị thấy ở đây họ bảo vệ đá rất là kiên cố ha. Trải qua hàng trăm năm thì người bộ lạc này họ vẫn sống và bảo vệ những người dân trong bộ lạc cực kỳ văn minh ha. Kiểu như là các bức tường thành trong thời kỳ chiến tranh vậy đó. Chắc có lẽ bây giờ thì những người dân ở trong cái bộ lạc này họ đang đi ruộng hết, đi nương hết. Đó là những cái quần áo của người dân ở trong bộ lạc. Giờ cao hơn 2 mét cô bác anh chị. Mình đưa tay lên. Oh. Hello. How are you? Hello. Hello. Những cái cây cổ thụ có tên là what name tree? Hả? Moringa. 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 Hello. How are you? Hello. Đặc điểm chung là các cánh cửa đi vào thì không cao hơn quá 1m10. Hello. How are you? All good. Hello. Hello. How are you? Hello. This cafe. Cafe. Coffee. 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 Đây là những cái hộp cà phê họ thu hoạch được. Và sau họ phơi rồi họ sẽ tách vỏ ra bán. Ở người dân Ethiopia thì chỉ uống hạt cà phê thôi. Còn vỏ những người khác thì chỉ uống hạt thôi, không uống phần vỏ. Và những người mà cuộc sống khó khăn hơn thì họ sẽ mua cái vỏ cà phê về để mà uống. Rất là thơm mọi người. Cà phê là một cái thứ gì đó rất là quý đối với người, một thức uống không để thể thiếu đối với người dân Ethiopia. Người ta sẽ tách những cái vỏ ra như thế này à, bán phần vỏ riêng và phần hạt riêng. Phần hạt thì dành cho giới thượng lưu, còn phần vỏ thì sẽ dành cho những người nghèo khổ. Và đây là cái đứa trẻ ở console. Đây là các ngôi nhà của họ. Họ đã biết sử dụng cái giường bằng cây. Có cả gà trong kia nữa kìa. Goodbye, chào chào. Bye bye. Goose. Strong. Đây là chắc có lẽ là một ngôi nhà rất là khá giả trong cái bộ lạc này. Con này là con gà. Đây không? Bay chicken. Cooking soup chicken Việt Nam. Okay. Mình nói là mua một cái con gà về nhà nấu một cái món là soup gà luộc soup chicken. Yeah. Mình bị dính cái gì kìa. Họ cũng biết bắt đầu làm cửa rồi nè. Bây giờ đi ra là một cái vấn đề. Ok. Đây là độ dày của một cái bức tường thành.
Cô bác quý anh chị nghĩ có thể nó khoảng 2 mét. Độ dày của những cái tảng đá này làm một bức tường thành đó. Rất dày đúng không? Và để có một cái bức tường đá như thế này á, thì họ phải trải qua hàng trăm năm nghìn từ những cái cục đá từ ở núi về. Hello. Yeah. Very beautiful. Okay. Đây là một người phụ nữ trong bộ lạc Konso. Đang đi gần mới về. Yeah. Cách quải củi rất là hay luôn á mọi người. Very beautiful. Okay, bye bye. Bye. Đây là người lần đầu tiên người phụ nữ trong bộ lạc Cần Sò họ thấy được mình. Đây là một cái trại của người Konso, họ dệt những cái tấm vải mọi người. Dạ, rất là thủ công luôn. Nếu so với những cái bộ lạc trước đây mà Bùi Hồ có đi thì đây là một cái bộ lạc họ đã bắt đầu biết kinh doanh những cái sản phẩm mà tự tay họ làm ra, như là họ bán những cái món quà lưu niệm cho du khách nè, và thậm chí là chăn nuôi hay là làm những cái bức tường thành để bảo vệ những người trong cái bộ lạc của mình, rất là văn minh. Đây có lẽ là cái bức tường thành cao nhất ở trong cái bộ lạc Konso này. Konso này nó khoảng cao khoảng 4 đến 5 mét cô bác anh chị. Cực kỳ cao, big house. Big size. Cao vừa rộng luôn cô bác anh chị. Đây là một người phụ nữ Konso, họ đang hái một cái lá để về trời chiều về nấu ăn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
በዚህ ነው መውጫው? መውጫው በዚህ ነው? በዚህ በዚህ ጋር Hello. Muốn đi ra khỏi bộ cái bộ lạc này cũng là một cái câu chuyện khó. Nếu như không có người dân hướng dẫn đi. Hello. Hello. Bien. 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 Dạ. Khi mình rời khỏi bộ lạc Kozo thì các đứa trẻ ở đây họ bán những cái thứ đồ chơi như là một cái TV Sony TV, họ dành nhau để mà bán. Like map of Tottenham, yeah. Drag, map of Africa, Africa. Like console house, like yeah, console. The end. Like welcome to console. Look, welcome to console. Look, welcome to console. So made in console. Okay, it's 100. Like the same brand, 20 for 100. For me, what? Cái kính rất là chắc luôn nè mọi người. Made in console. Yes. Cái kính rất là ngài thật làm từ cây. Okay, no problem. Like totem, look, totem. Konso waka. Totem. Konso house. Like sheep. Like 100. Mỗi một bé là một cái vật khác nhau. Africa, map of Africa. Like map of Africa. Map of Tottenham. And this konso waka. And this house. Like the end, look the end. And they welcome to konso. Good one, 100. Made in konso, okay. 100, okay. Like sheep. Is you remember? Bị một cái tình trạng gọi là chèo kéo. Đông quá kìa, vô kìa, vô kìa, vô kìa. Remember like. Quan tế, quan tế. Và đây là một cái đồ chơi của bé, đồ chiếc xe. Toyota. You remember like my friend, like my friend. TV look. What are like? Nếu như mà mua cho đứa trẻ này mà không mua cho đứa trẻ khác thì điều đó nó gây rất vô khó xử. Mình cũng không biết nói gì luôn không mọi người. Nói chung đây là một trong những cái cách mà các đứa trẻ ở Kenso họ bán để mà sinh sống. Nhưng mà có một cái điều gì đó nó thương mại quá, nhưng mà cũng khá là hay. Mấy cái dụng cụ làm rất là thô sơ từ các đứa trẻ ở Kenso Ethiopia, và thậm chí là một cái chiếc xe Toyota họ nó chế nhau hay gì. Thôi chắc có lẽ là bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác quý anh chị ở video clip sau. Còn bây giờ bu em không được kìa, có phải có anh này giải quyết được? Elephant. Ok ok. Bây giờ thì mình sẽ không mua nhưng mà mình sẽ phát kẹo cho tụi nhỏ. Ê, không được giật. Tại vì ở dưới thì các bạn rất là giành giật nên nó không thể nào đứng ở dưới thoát được. No. Anda.
Ở đất nước Ethiopia nói riêng và châu Phi nói chung, lương thực và những cái dịch vụ là một cái gì đó rất là thiếu. Và chia kẹo cho tụi nhỏ là một cái phần của các anh em mình muốn thể hiện mình không muốn mang một vật gì gọi là tiền bạc để đến đây. Thôi bây giờ xin chào hẹn lại cô bác anh chị ha. Trước khi vô bộ lạc này thì vừa hồi bắt gặp hình ảnh các đứa bé nó bán làm những cái đồ trang trí để nó bán cho người dân du lịch nè. Một cái TV Sony. Sony TV. Nó vẽ hình những cái con vật của mọi người. Elephant. Elephant. Conso House The Inn. How? Come to Conso Sony TV. TV Sony. Like Sony TV. Ờ, rất là hay hả? Bird. Đây là chắc là lẽ là có người dạy cho tụi nó. Toyota. Like bracelet. Luke's console. Like console. Okay, bây giờ. Luke's console bracelet. Luke's console bracelet. Và bao nhiêu đó thì chắc có lẽ là cô bác quý anh chị sẽ hiểu một ít đôi nét về bộ lạc Conson. Một cái bộ lạc mà theo Bùi Hồ đánh giá là họ rất là phát triển so với những cái bộ lạc trước đây mà Bùi Hồ đã chia sẻ cô bác quý anh chị ở trên đất nước Ethiopia. Họ biết cách bảo vệ cái ngôi làng của mình, biết cách thương mại và biết cách tự phục vụ như là trồng ngô bắp, nuôi thú hoặc là những bán những cái sản phẩm mà họ làm gì ha. Rất mong video clip này sẽ chia sẻ cho cô bác anh chị một điều gì đó hay ho và bổ ích về bộ lạc Conson và đất nước Ethiopia nói chung. Và châu Phi xin chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị.